cá khoai có rất nhiều ở vùng biển miền Trung nước ta. Với người dân chài, cá khoai là loại cá bình dân. Nhưng với những người ở cách xa biển, cá khoai lại là món đặc sản, thậm chí là hương vị thường trực trong nỗi nhớ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ăn cá khoai dễ có nguy cơ ăn phải chất bảo quản hơn các loại cá khác. Lý do vì thịt cá khoai rất mềm, vì dễ nát ra như củ khoai. Khi vận chuyển đi xa hoặc để trong thời gian dài, người ta phải dùng chất bảo quản. Riêng với cá khoai này thì cái tính chất của nó là cái loại cá nó mềm, nó rất là dễ hấp thụ những cái hóa chất. Cho nên cái việc mà người ta sử dụng hóa chất để người ta làm cho con cá khoai sau khi đánh bắt xong nó vẫn còn trông nó mượt mà nguyên vẹn ấy, thì đấy là rất là nguy hiểm. Cho nên cách tốt nhất mà chúng ta tránh cái điều đó là thứ nhất, nếu có điều kiện thì mình ăn cá khoai tươi khi người ta mới đánh bắt lên. Còn nếu không thì chỉ có cách là mình sẽ có những cái dụng cụ như ví dụ hút chân không chẳng hạn, mình hút xong mình cất vào tủ đá ngay, thì đến lúc mình bỏ ra thì con cá nó vẫn còn đẹp, vẫn còn tươi tắn như vậy. Và nếu mà mình bảo quản thông thường thì thường nó không để được lâu đâu, kể cả để trong đá 1-2 hôm xong mình bỏ ra, sau khi nó xả ra thì cái cá nó cũng bị nhũn đi rất là nhiều. Cho nên khi mà các bạn nhìn thấy cái cá khoai nó bày ở ngoài chợ ngày này qua ngày khác nó vẫn cứ còn nguyên vẹn như vậy thì chắc chắn người ta đã sử dụng hóa chất để người ta giữ cho con cá khoai như vậy. So với con loại cá thông thường ấy thì ví dụ như con cá bình thường mình để từ sáng đến chiều có thể nó chỉ thâm ở phía ngoài đi và nó có thể hơi có mùi hôi, thì cái cá khoai nếu để như vậy thì khi mình đụng tay vào nó có thể là đã bị nhũn ra rồi. Đấy, cái thịt nó đã nhũn ra rồi, nó rữa ra rồi. Thì điều đó thì các bạn cũng biết là cái thịt cá khoai là một trong những loại thịt nó dễ bị nhiễm khuẩn này, đấy, dễ bị phân hủy này. Cho nên là khi mà chế biến mà các bạn chế biến cái cá mà cứ để ở ngoài chợ như vậy thì cái việc an toàn thực phẩm chắc chắn là cũng không đảm bảo được đâu. Để có những món ăn ngon và lành từ cá khoai, tốt nhất người nội trợ nên đến tận nơi đánh bắt để mua, sau đó cấp đông chuyển về nhà. Còn nếu không có điều kiện, bắt buộc phải mua ngoài chợ, thì chúng ta cần lưu ý đến một vài dấu hiệu nhận biết cá khoai tươi với cá khoai lạm dụng chất bảo quản. Tốt nhất ấy, thì mình đi thưởng thức đúng theo kiểu thưởng thức đặc sản, tức là đến những cái vùng biển mà người ta đánh bắt được để người ta đưa lên khi còn tươi ấy, thì đấy là cái tốt nhất. Còn nếu không thì chỉ có cách là mình hút chân không con cá đấy và bảo quản cấp đông ngay tức khắc. Nếu bạn mua về bạn cất rồi sau đấy bạn chỉ xả ra một lần bạn ăn luôn thì được, chứ bạn đừng có mua cái cá mà nó bày ở ngoài chợ từ sáng đến chiều như thế mà vẫn trông đang tươi, thì cái đấy là tôi nghĩ là không nên. Nếu mà cá khoai thông thường khi tươi đấy thì các bạn sẽ thấy cái da của nó bóng, nó mịn đấy, nhưng mà cái cá mà để ở ngoài chợ như thế, cái mặt trên của nó gần như là nó có một cái màng bảo quản luôn, mà nó không vỡ cá ra được, nhưng mà cái da của nó còn không tự nhiên nữa đấy, mặc dù là thịt cá vẫn cứng. Thế còn mắt con cá thì có thể hiện được gì không ạ? Mắt con cá thì không có nhiều, tức là nếu mà cá tươi thì mắt của nó bao giờ nó cũng sáng, nó xanh ấy. Đấy, thế còn cái mắt con cá mà đã qua, nếu như không có bảo quản nhá, thì chỉ đến chiều thôi, gần như là không nhìn thấy mắt nữa đâu. Nó sẽ tụt sâu vào trong, nó gần như mất. Nhưng mà nếu mà cá mà sử dụng hóa chất thì sáng chiều như nào vẫn như vậy, các bạn vẫn thấy là con cá nó đẹp. Chào quý vị và các bạn, đứng bên cạnh tôi đây đó chính là đầu bếp Trương Công Lệ. Có lẽ anh ấy đã rất quen thuộc với chương trình của chúng ta rồi. Và ngày hôm nay thì tiếp tục trong chương trình này thì anh Trương Công Lệ sẽ giới thiệu tới quý vị một món canh, đó chính là cá khoai rau cần. Anh Lệ thân mến, với món ăn này thì ngoài cá khoai và rau cần ra thì chúng ta cần có những nguyên liệu nào khác nữa ạ? Đối với cái loại cá này thì tốt nhất là để em có thể thưởng thức nó một cách trọn vẹn ấy, là em nên đi đến các cái vùng biển và cái mùa người ta đánh bắt, khi mà người ta mới đưa thuyền lên, đấy là cái ngon nhất. Nếu mình đưa vào mình bảo quản thì tất nhiên có nhiều cách để bảo quản thôi, nhưng mà nói chung là nó không phù hợp lắm với cái việc là để quá lâu. Không phải lúc nào nó bắt được đánh bắt được cá to, cái này nó khá, đi theo đàn nó khá là đồng đều. Đấy, cho nên là người ta đánh một con mẹ em có thể nhìn thấy tất cả các cỡ nó gần như đồng đều nhau đấy, đi theo đàn mà. Thường là người ta chỉ có bỏ mỗi cái miệng cá khoai rất là cứng
hai, bỏ ruột đi là hai. Còn toàn thể thân của nó thì khi mà nấu lên á thì nó gần như cảm tưởng không xương. À, vậy thì trong ngày hôm nay khi mà chúng ta nấu với rau cần thì chúng ta có cần phải cắt cá ra? Cái món này thì coi như là một món canh, giống như món canh riêu thôi. Tức là nếu người ta nấu canh chua không cần cũng được. Đấy, còn nếu không thì sử dụng rau cần vào vẫn có thể nấu chua. Và cá này thì người ta cắt bỏ cái phần đầu của phần ruột đi, cắt khoảng độ 2-3 khúc thôi. Vâng. Đấy, bỏ này đi. Phần ruột. Bỏ ruột thì bỏ phần ruột này đi. Chỉ có hai cái động tác đấy thôi, còn cái phần vây các thứ này em có thể nấu nó nát ra nó cũng không bị cứng lắm. Cái ruột đấy. Thì sau khi mình cắt bỏ ruột, cắt bỏ đầu thì có thể em cắt làm ba. Tất nhiên là cái này sau khi mình làm xong cái phần sơ chế này thì mình cũng tập ướp nó trước. Bây giờ thì sau khi cái phần sơ chế mình xong ấy, thì mình sẽ tẩm ướp. Thì cái cá khoai này em có thể tẩm ướp bằng bột nêm này, nước mắm, hạt tiêu. Thích thì cho một tí gừng, tí hành khô vào. Và mình để ngấm trước khi mình đem vào nấu. Cũng có người nấu thẳng luôn, nếu mà cá thực sự tươi thì nấu thẳng luôn cũng được, cũng không sao. Đấy, tuy nhiên là khi mình mua về để vào tủ có thể nó bị nhạt một chút thì mình nên tẩm ướp một tí. Đấy, thì mình cho một ít hạt tiêu, đây hạt tiêu này. Đấy. Rất đều lên đó. Sau đó thì cho một ít bột nêm, ít nước mắm vào thì đảo cho nó ngấm. Đấy, đây nước mắm đây à, cũng không cần bởi vì thực ra mình dùng bột nêm thì nó cũng là ngọt rồi. Kết thúc thì mình có thể cho một tí đường vào. Đấy, đổ đều đảo lên. Sau đó thì mình sẽ đảo đều cái này lên cái cho để cho nó ngấm đây đã. Tẩm gia vị này trong thời gian bao lâu ạ? Thực ra thì cái cá này nó rất là dễ ngấm gia vị, nên là cứ mình tẩm xong cái thời gian còn lại mình chuẩn bị các cái đồ để nấu xong đem vào nấu là vừa. Vâng. Mình không cần tẩm quá lâu. Cà chua này, hành khô này, ớt này, thì là rau cần là những cái thứ mà mình sẽ nấu kèm. Vâng. Thì đầu tiên là Huyền sẽ đập băm nhỏ một ít hành khô này. Đấy. Còn cà chua thì mình sẽ để bộ câu. Cô đấy thì thái cho một ít ớt thái vát mỏng. Phần cần này thì thái khúc này. Đó, tiếp theo là một ít hành lá và một ít thì là. Đấy, thì Huyền thái khúc ngắn khoảng độ 2 đến 3 phân. Hành lá và thì là này thì mình sẽ cho vào sau, cho vào sau cùng đúng rồi. Cho vào chua vào luôn đấy. Xào thơm cái hành đi. Mình cho một tí nước mắm nè, tí bột nêm. Đảo cùng để cho nó ra cái màu nó đẹp. Khi đã xào thơm cà chua và có màu đẹp rồi thì mình cho nước vào, mình đun sôi lên. Canh cá khoai này thì thường người ta nấu là cái lượng nước và lượng cái gần như bằng nhau. Khi mà khách ăn hay là gia đình mình ăn cũng vậy thôi, người ta nấu không phải lóng bóng giống như là các loại canh rau cải kia các thứ, mà cái cá và cái nước gần như là tương đồng nhau, người ta ăn cả cá trong lúc ăn canh. Để làm chua cái món này thì có nhiều cách, ngoài cái việc mà mình xào cà chua đã có một cái độ chua nhất định rồi thì mình có thể cho thêm quả me tươi hoặc là me khô. Đấy, cũng có người cho quả dọc hoặc là tai chua, cho vừa phải thôi. Bây giờ thì cái nước canh này nó sôi ấy, thì mình sẽ cho cá khoai vào trước.
Đó là cái thời gian chín thì nó rất là nhanh thôi. Tuy nhiên là do ở đây mình nấu nó có rau cần thì như các cụ vẫn hay nói là cần tái cải trừ mà. Thì rau cần mình cho vào sau cùng. Đó. Mình đun sôi cái này trở lại. Cái quá trình mà mình đun này thì mình không cần phải hãm nhỏ lửa đâu. Vì cả hãm này nó rất là nhanh chín. Cứ sôi là nó chín, em để lửa to thông thường. Đấy, sau khi nó sôi lại thì coi như cá chín mình cho rau cần các cái gia vị kia vào sau. Tất nhiên là có phải nêm thêm độ chua của nước me hoặc là me quả đấy. Mà nếu nấu theo kiểu miền Nam thì người ta thường cho thêm cả một chút đường, nó sẽ có vừa độ chua thôi. Bây giờ thì mình sẽ gia vị trước, tức là mình cho một ít nước me. À, tất nhiên là mình phải nêm nếm lại cái độ mặn vừa nãy vì mình đã cho nước mắm với bột nêm một lần rồi. Đấy, thì em có thể nếm qua và nếm cảm thấy là đang nhạt thì cho thêm vào. Hơi nhạt một chút đúng không ạ? Tất nhiên là cho cái me chua vào trước này. À, cái này người ta cũng cần cay cay một chút, mấy lát ớt em xả luôn vào nhé. Sao bây giờ chúng ta mới cho me vào ạ? À, cái nước me này là cái loại me chín, nó hòa ra nước rồi. Cho nên nó cho vào về sau thôi, chứ còn nếu mà cái me quả thì em phải cho vào trước để cho nó mềm ra, em đi dầm ra nước được. Ngoài me thì mình có thể sử dụng cóc hay là một số loại? Mình sử dụng quả dọc hoặc là me chua, cái tay chua ấy, có thể cho vào đây được. Đấy. Sau khi mà nó đã vừa gia vị rồi nhá, thì mình cho cần vào. Đấy. Còn thì là cái hành thì mình sẽ lắp lên trên cái bát canh thì mình vừa múc ra. Sôi chớm lại là mình múc ra được rồi, bởi vì cần thì không cần phải sôi kỹ. Vâng. Sôi chớm lại thì mình lấy ra. Anh Lệ ơi, với món ăn này thì cá khoai như thế nào là đạt tiêu chuẩn ạ? Có cần phải nhừ ra không? Thực ra thì cá này nó quá mềm, cho nên khi em đun chín cái là nó tự động mềm rồi. Còn nếu mà mình cứ đảo nhiều mà không cẩn thận thì nó lại còn nát cái miếng cá ra. Lúc múc ra còn chả thấy cá đâu nữa. Đấy, thì sau khi mình thấy nó sôi như này mình lấy ra. Và việc còn lại là mình sẽ múc ra bát và em sẽ cho cái thì là và cái làm sao để khi em múc ra mình thấy là đây cá này là cá khoai đây. Anh em một bát canh cá khoai như thế nào thì gọi là ngon ạ? Cái canh cá khoai sau khi nấu xong ấy, em phải đảm bảo là cái nước của nó vẫn phải trong, độ chua ngọt vừa phải, và quan trọng là cái miếng cá khoai nó vẫn còn nhìn thấy như thế này. Đấy, tức là không bị nát, không bị vỡ ra. Thì đấy là canh cá khoai ngon. Món canh cá khoai này thì mình ăn với cái gì là ngon ạ? Cái canh cá khoai này thì thông thường thì người ta vẫn ăn cơm. Tuy nhiên là nếu mà để ăn nhẹ bụng thì có thể ăn với bún. Đấy, tức là nó có thể thay được một cái món chua ăn bún rất là hợp. Còn nếu mà không thì người ta cũng ăn cơm thông thường thôi. Cái canh cá này thì đặc biệt là không nên ăn muộn một tí nào. Đấy, bởi vì là cái quá trình cái con cá này nó chín là nhanh rồi. Nếu mình để trong một cái tô canh nóng xong nó cứ nguội dần đi thì vô tình là mình làm cho nó cứ nát bươm ra. Thì đến lúc mình ăn thì rất là khó chịu. Đấy, mà nó cũng giống như các loại canh cá khác, nó sẽ không đảm bảo vị ngon mà nó sẽ tanh. Tốt nhất cái món này là mình ăn lúc thật nóng. Lúc thật nóng đúng không ạ? Với những sự hỗ trợ của anh Trương Công Lệ thì chúng tôi hy vọng rằng món canh cá khoai sẽ trở thành một món ăn hấp dẫn cũng như là mới lạ cho những bà nội trợ, để mang đến cho gia đình mình một bữa cơm thật là thơm ngon và nhiều niềm vui. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Trương Công Lệ đã dành thời gian để đến với chương trình này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.